Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Docom. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Docom cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của đô Con. dầu gấc 200mg, natri chondroitin Sunfat 90% 200mg, cao việt quất berry extract 80mg, Kem oxit 55mg, lữ tein 40mg, zeaxanthin 20% 8.000 mcg. Astaxanthin 5% 4000 mcg. Công dụng: Bổ sung các chất chống oxy hóa hỗ trợ cải thiện thị lực và giảm lão hóa mắt giúp cho đôi mắt sáng, khỏe. Chỉ định: Người thị lực suy giảm, khô mắt, nhức mỏi mắt, nhìn mờ. Người bị quáng gà hay bị chảy nước mắt, người có nguy cơ thoái hóa võng mạc. Người làm công việc đòi hỏi mắt điều tiết nhiều đọc sách, làm việc trên máy tính cần chăm sóc mắt. Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Người lớn uống một viên một lần, ngày 1 đến 2 lần Trẻ trên 6 tuổi uống một viên một ngày Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Docom, đồng thời biết cách sử dụng Docom, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Phàm.